Kính thưa quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị ở chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thứ hai ngày 24 tháng 10 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương chủ động đối phó với khả năng triều cường gây ngập khi mà dự báo còn 5 đợt triều cường lớn. Lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu 11 người khỏi đám cháy nhà trọ trong đêm. Hàn Quốc chuyển đổi rác túi nhựa thành nhiên liệu chất lượng cao. Dù bị Southampton cầm hòa, Arsenal vẫn giữ vững ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh. Thưa quý vị, công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa có báo cáo cho rằng rủi ro trái phiếu doanh nghiệp với hệ thống các ngân hàng và các tổ chức tín dụng ở Việt Nam là ở mức thấp. Số liệu Fitch Ratings cho thấy dư nợ trái phiếu trên thực tế chỉ chiếm khoảng 4% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây không phải là vấn đề lớn đối với chất lượng tín dụng ngân hàng bởi quy mô còn nhỏ và chất lượng trái phiếu có tính phân hóa và cũng được các ngân hàng đánh giá kỹ lưỡng. Fitch Ratings cũng cho rằng các nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp nên tỉnh táo trước các thông tin nhiễu loạn được lan truyền, tránh bán tháo và cắt lỗ trái phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ mà không đánh giá được sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Theo số liệu từ công bố kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán, số dư tiền gửi khách hàng tại các công ty chứng khoán vào cuối quý 3 là khoảng 74.000 tỷ đồng. Nếu so với mức kỷ lục cuối quý 1 năm 2022 là 100.000 tỷ đồng, thì lượng tiền gửi bị rút ra xấp xỉ ngưỡng 26.000 tỷ đồng. Đây chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý. Lượng tiền này đang nằm sẵn trong tài khoản nhà đầu tư và chưa thực hiện giải ngân vào thời điểm 30 tháng 9 năm 2022. Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ sẽ còn 5 đợt triều cường nữa, cảnh báo tình trạng ngập do triều cường có thể diễn ra tại vùng trũng thấp. Trong đó thì các địa phương ngập nặng nhất sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Vĩnh Long. Đáng chú ý nhất là 3 đợt triều cường vào cuối tháng 10, cuối tháng 11 và cuối tháng 12. Và đợt triều cường diễn ra từ thứ 3 đến thứ 5 tuần này cũng là một trong những đợt triều cường cao của năm. Nguy cơ sẽ ra ngập úng do triều cường sẽ gần tương đương với đợt đầu tháng 10. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo đỉnh triều đợt này có thể sẽ xuất hiện vào ngày 26 đến 27 tháng 10 và đạt mức 1m7-1m75. Triều cường có thể cao hơn do tác động của gió đẩy nước từ cửa sông vào sâu trong nội địa. Trước diễn biến này, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị sở ngành, quận huyện chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do triều cường gây ra, nhất là tại các khu vực ven sông, kênh rạch, trũng thấp. Sau cơn mưa chiều qua, một số tuyến đường tại phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ngập trong dòng nước có màu đỏ sẫm bất thường, khiến nhiều người lo lắng. Chính quyền địa phương cho biết đang xác minh về vụ việc này. Sau cơn mưa lớn lúc 15 giờ chiều qua, một số tuyến đường như Tô Hiệu, Phan Anh, quận Tân Phú bỗng ngập trong dòng nước có màu đỏ. Nước bốc mùi hôi khó chịu khiến nhiều nhà dân ven đường phải đóng kín cửa. Họ cho biết tuyến đường này thường bị ngập khi mưa lớn, nhưng đây là lần đầu tiên nước có màu đỏ như vậy. Đến 19 giờ tối qua, trời tiếp tục mưa to, tuyến đường ngập trở lại, nước vẫn có màu đỏ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Thế Hòa cho biết hiện địa phương đang làm rõ vụ việc. Xung quanh khu vực này không có xưởng nhựa, nhưng nơi đây là hệ thống cống cuối nguồn, nên không loại trừ khả năng nước từ đầu cống ở khu vực khác đổ về gây ra hiện tượng trên. Thưa quý vị, tái hiện lễ ốc bông bóc giới thiệu chầm riêng Trà Bay, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Khmer hay lễ dân y Katina là các hoạt động nổi bật đang diễn ra tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Với chủ đề ấn tượng miền Tây, các hoạt động này diễn ra xuyên suốt trong tháng 10. Điểm nhấn trong chương trình ấn tượng miền Tây là lễ hội tái hiện lễ ốc ôm bóc của đồng bào dân tộc Khmer. Lễ ốc ôm bóc còn có tên gọi khác là lễ hội cúng trăng, được tiến hành vào ngày rằm tháng 10 âm lịch. Cùng với lễ hội này, một loạt di sản văn hóa phi vật thể với những nét độc đáo rất riêng của đồng bào Khmer cũng đã được quảng bá đến du khách. Các múa giao lưu từ các điệu múa rong vong, lam liêu, sarawan, madison với mong muốn là lan tỏa cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Khmer. Lần đầu tiên mình được xem biểu diễn cái văn hóa như thế này, đấy cũng rất ấn tượng. Thấy rất là tuyệt vời, các bạn múa rất là đẹp. Có nghĩa là đến đây thì là muốn đến lần thứ hai. Ấn tượng miền Tây còn được thể hiện tại ngôi chùa Khmer duy nhất giữa lòng Hà Nội. Các hoạt động tại đây do chính đồng bào Khmer đến từ hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng thực hiện nhằm quảng bá văn hóa dân tộc. Trong phần án nhân trật tự,
công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy gara xe ô tô ở Quảng Ninh. Tông vào giải phân cách, ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng. Tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà trọ ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 11 nạn nhân ra ngoài, tránh thiệt hại về người. Khoảng 18 giờ 45 phút, vụ cháy xảy ra ở ngôi nhà trong ngõ 132 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyên nhân gây cháy có thể là do một chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy, lan sang các xe khác gây hỏa hoạn. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cảnh sát tới hiện trường. Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 6 tầng một tùm với diện tích khoảng 50m2. Nhận định có người còn mắc kẹt bên trong, lực lượng đã triển khai một mũi chữa cháy, một người tiếp cận công trình từ sân thượng nhà liền kề, giải cứu được 11 người, trong đó có 2 người bị thương nặng, đưa đi cấp cứu. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đã tiếp tục được điều tra làm rõ. Cũng vào chiều tối qua tại Quảng Ninh xảy ra cháy ở một điểm sửa chữa ô tô khiến toàn bộ thiết bị sửa chữa và một ô tô bị thiêu rụi. Công an thành phố Móng Cái cùng với lại các đơn vị nghiệp vụ đã có liên quan đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều qua tại gara sửa chữa ô tô, kinh doanh phụ tùng, vật tư ô tô ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Do chất cháy là thiết bị điện ô tô nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra cả gara. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Móng Cái đã điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, thiết bị sửa chữa trong gara và một xe ô tô đậu trong gara đã bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Chiều tối qua, một chiếc ô tô đã tông vào giải phân cách trên xa lộ Hà Nội. Vụ việc làm phương tiện này hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông đã đo nồng độ cồn nữ tài xế và kết quả cho thấy người này không có sử dụng rượu bia. Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, nữ tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ trên xa lộ Hà Nội hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến gần cầu vượt Trạm 2 thuộc phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức thì tông vào giải phân cách bằng bê tông phân chia làn xe máy với làn ô tô. Sau va chạm, chiếc ô tô loạn choạng rồi xoay ngang đường hư hỏng nặng. Một biển báo giao thông bị hút ngã. May mắn vụ việc không làm ai bị thương. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra vụ việc. Công an xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ đối tượng Văn Văn Hào, 26 tuổi, ngụ Đồng Tháp. Đây là đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trong thời gian gần đây trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 20 tháng 9, Phan Văn Hào lái xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn thị xã Phú An. Khi phát hiện hai bé gái đang ngồi trước nhà sử dụng điện thoại, Hào đã tiếp cận, ra tay cướp hai chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera nhà dân ghi lại. Sau thời gian truy xét, công an xã Phú An đã bắt được Hào khi y đang tìm sơ hở của người dân để tiếp tục trộm cắp. Tại cơ quan công an, Hào khai nhận ngoài vụ việc trên còn thực hiện thêm hai vụ cướp giật khác. Còn tại Bạc Liêu, công an cũng đang tạm giữ 4 đối tượng trộm cắp viễn thông. Đó là Danh Nam, Trần Thái Luận, Trương Thanh Thảo và Lâm Dĩ Khang, trong độ tuổi từ 15 đến 18. Sáng sớm ngày 23 tháng 10, tổ tuần tra công an bắt quả tang nhóm này đang cắt trộm cắp viễn thông ở thị trấn Hòa Bình nên tiến hành bắt giữ. Tang vật là đoạn dây cáp dài gần 6 mét. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp viễn thông tương tự để bán lấy tiền chơi game. Công an thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa kịp thời phát hiện hàng chục thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau. Trước đó, tại thị trấn An Châu, tổ công tác phát hiện 28 thanh thiếu niên chuẩn bị tụ tập mang theo hung khí để đánh nhau. Kiểm tra khu vực xung quanh, công an thu giữ 17 cây dao tự chế, 1 cây dao phóng heo, 3 cây đinh ba và 2 ống tuyếp sắt. Nhóm thanh thiếu niên trên được đưa về trụ sở công an thị trấn làm việc. Tiến hành test nhanh, có 2 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh để xử lý. Cũng tại An Giang, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Long Xuyên đã vừa phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Trong sáng ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Duy Phong, sinh năm 1971, trú tại Đồng Tháp, vận chuyển 500 bao thuốc lá lậu. Số thuốc lá được đối tượng cất giấu tinh vi trong cốp xe máy.
Phong khai mua thuốc lá lậu từ Đồng Tháp đang chở đi bán thì bị bắt quả tang. Công an thành phố Long Xuyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Duy Phong cũng như tạm giữ các tang vật để tiếp tục điều tra xác minh. Không lâu sau đó, tổ công tác tạm giữ một xe máy bên trong có cất giấu 480 bao thuốc lá lậu. Đối tượng vận chuyển đã bỏ của chạy lấy người khi bị phát hiện. Tiếp theo trong phần tin thế giới. Ai Cập khởi động chiến dịch làm sạch các bãi biển hưởng ứng hội nghị khí hậu COP27. Du khách thích thú với cảnh di chuyển của các đàn cừu đi tránh đông trên đường phố thủ đô Tây Ban Nha. Mới đây, tại một địa điểm du lịch nổi tiếng của Ai Cập, hàng chục tình nguyện viên đã tham gia dọn rác và thu gom chất thải nhựa dưới đáy biển và ở một số khu vực bãi biển. Chiến dịch diễn ra nhằm hưởng ứng Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu 2022 của Liên Hiệp Quốc COP27 vào tháng 11 này. Mọi thứ từ chất thải đến kim loại hay kể cả lốp xe đều được các tình nguyện viên tìm thấy và thu gom từ đáy biển. Chúng tôi tin rằng việc dọn rác và làm sạch khu vực biển là rất quan trọng để bảo vệ hệ sinh thái biển và các rạn san hô. Hầu hết rác thải bay trong không khí và rơi vào nước. Chúng tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới. Ai Cập đã bắt đầu kế hoạch thành phố không rác thải, không phải bằng khẩu hiệu mà có sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Ai Cập đang thực hiện các bước để chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và tận dụng lợi thế năng lượng mặt trời và năng lượng gió của mình. Từ năm 2017, nước này cũng khuyến khích người dân hạn chế sử dụng túi ni lông và chuyển sang các lựa chọn thay thế thân thiện với môi trường hơn. Một nỗ lực bảo vệ môi trường cũng đang được tiến hành ở Hàn Quốc. Những chiếc túi ni lông, chai lọ nhựa cần đến hàng trăm năm để phân hủy, đe dọa sự sống cả môi trường trên cạn và dưới biển. Vậy thì các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã tìm cách chuyển đổi túi nhựa thành nhiên liệu chất lượng cao. Tại nhà máy của City Oil Field, rác thải nhựa được tái chế bằng cách sử dụng chất xúc tác, gốm và năng lượng bước sóng. Quá trình này hoạt động giống như một lò vi sóng, nơi các liên kết giữa các phân tử carbon trong nhựa bị phá vỡ. Khi vỏ gói mì được đưa vào thiết bị, dầu sẽ được chiết xuất và chỉ còn lại nhôm. Chúng tôi sử dụng năng lượng bước sóng để phá vỡ cấu trúc phân tử của nhựa theo cách thân thiện với môi trường. Chúng tôi không đốt rác thải. Rác thải cũng là tài nguyên có giá trị nếu biết cách tiết chế. Chính vì vậy, không chỉ Hàn Quốc mà nhiều quốc gia khác cũng coi đây là tài nguyên và là nguồn năng lượng thay thế trong tương lai. Suốt 40 năm nay, cứ mỗi tuần, một người đàn ông ở thủ đô Baghdad của Iraq lại đi trồng cây. Biết bao con đường và khu dân cư ở thành phố này đã được phủ xanh nhờ công sức của ông. Cứ mỗi tuần, ông Yahya Shakir Rahim lại lái xe qua những con đường quanh co ở Baghdad để thăm các cây con và tìm thêm địa điểm trồng cây mới. Không có cây thì không có khí oxy, không có chim chóc, không có sự sống. Trước đây thành phố có rất nhiều chim, nhưng giờ thì ít hẳn, vì thiếu cây xanh quá, không còn chỗ cho chim chóc sống nữa. Ông Rahim bắt đầu trồng cây từ những năm 1980, dọc theo các con đường gần trường học và bệnh viện, trong công viên. Tôi không đếm nổi mình đã trồng bao nhiêu cây rồi. Mỗi tuần tôi đều đi một vòng để tưới cây. Những năm gần đây, số lượng cây xanh ở Iraq ngày càng ít đi, thay bằng những tòa nhà bê tông làm đẩy nhanh quá trình sa mạc hóa. Nhờ những người như ông Rahim mà Baghdad có thêm hy vọng và một tương lai xanh tươi hơn. Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu khiến công việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Một chủ nhà hàng ở Bỉ đang đề xuất khách hàng sẽ trả thêm phụ phí năng lượng để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Michel W sở hữu chuỗi 20 nhà hàng nằm trong hệ thống Sabai Sabai. Giá năng lượng không ngừng tăng đã khiến các nhà hàng của ông gặp khó khăn. Ông đề nghị mỗi khách hàng khi đến ăn trả thêm 1 euro, tức khoảng hơn 20.000 đồng để giúp nhà hàng trả hóa đơn năng lượng. Hóa đơn năng lượng của nhà hàng đã tăng thêm 100.000 euro mỗi tháng. Nhà hàng của tôi cũng đóng khoảng 100.000 khách mỗi tháng. Như vậy, mỗi người trả thêm 1 euro sẽ có thể giúp chúng tôi vượt qua khủng hoảng. Chúng tôi giải quyết khoản phụ trội này với khách hàng trước khi họ gọi món. Tuy nhiên, nếu họ không đồng ý trả thêm thì cũng không sao. Theo ông The Blues, phần lớn khách hàng đều ủng hộ đề xuất này vì thông cảm cho nhà hàng. Đề xuất chỉ là tạm thời và có thể sẽ sớm kết thúc khi cuộc khủng hoảng năng lượng giảm bớt. Hôm qua, nhiều đàn gia súc đã thay thế xe hơi trên các tuyến đường ở trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, tạo ra khung cảnh vô cùng thú vị. Đây là hoạt động thường niên để dẫn đàn cừu từ phía Bắc xuống phía Nam nhằm tránh mùa đông lạnh giá. Rất đông người dân địa phương và du khách đã tụ tập hai bên đường theo dõi hoạt động thú vị này.
Tiếng chuông từ lục lạc đeo trên cổ của những chú cừu tạo ra những âm thanh sinh động. Thành phố Madrid tổ chức hoạt động này lần đầu tiên vào năm 1994. Tôi nghĩ đây là trải nghiệm rất thú vị. Tôi chưa từng thấy nhiều con cừu một lúc như vậy bao giờ. Đây là cách hay để học hỏi về văn hóa và lịch sử Tây Ban Nha. Thật là đặc biệt khi thấy rất nhiều cừu ngay ở trung tâm Madrid. Du khách của tôi nói rằng điều này rất độc đáo trên thế giới. Người dân cổ đại trước đây chăn dắt đàn cừu của mình trên các con đường này. Các con đường yên tĩnh trước đây nay đã trở thành con phố tấp nập và bận rộn nhất thủ đô Tây Ban Nha. Các thông tin thể thao và cập nhật. Vòng 11 Serie A, Lazio vươn lên chiếm vị trí thứ tư của Atalanta. Ông Boris Johnson rút khỏi cuộc đua, cơ hội giành chức thủ tướng Anh rộng mở cho ông Rishi Sunak. Thông tin cập nhật thưa quý vị, chính trường Anh lại có diễn biến mới khi cựu thủ tướng Boris Johnson tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng bảo thủ. Như vậy, cánh cửa đang rộng mở cho ông Rishi Sunak. Lý do mà ông Johnson đưa ra là không thể đoàn kết nội bộ đảng. Cựu thủ tướng nhận được sự ủng hộ công khai của 57 nghị sĩ, thấp hơn nhiều so với con số 102 mà ông tuyên bố trước đó. Trong khi đó, cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak hiện đã được 165 nghị sĩ đề cử, bỏ xa đối thủ Penny Mordaunt. Tính đến đêm 23 tháng 10 theo giờ London, bà Mordaunt mới chỉ có 30 đề cử. Với tình hình hiện tại, người chiến thắng có thể được công bố trong ngày hôm nay, 24 tháng 10. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 với những thông tin được cập nhật trong ngày. Chúc quý vị có tuần mới nhiều năng lượng. Xin kính chào, tạm biệt.